Khổ chưa, khổ chưa? Các bác thấy không? Lương tháng chục triệu đây rồi. Cứ để ngoài đi, ngoài đây đi, để ngoài đây này. Anh á? Mày lương tháng chục triệu khổ không? Sướng nhỉ? Quê. Quê người nhỉ? Vãi đặng. Chưa 5 triệu vẫn lương chục triệu, nó phải khác hẳn nhau chứ. Ừ. Đây. 5 triệu đây. Đây, chục triệu đây. Làm 5 tấm mấy được thua hơn chục triệu. Mưa vẫn đi. Là giám đốc hơi khổ đấy. Nắng mưa phải đi chứ. Hết người này. Quả gì? Trời ơi, cái ví của tôi. Ướt hết tiền luôn. Trời ơi. Mày có người cả. Về mà tiền ơi thế này đó phải ra đi giao cái gì nhỉ. Trời mưa tí xong xuôi đã. Ôi ôi em đi trên kia em săn mây đẹp cực kỳ luôn. Trên cả là không tí cho xem clip em bị kẹt xe kẹp à, kẹp nhỉ kẹp kiểu cái lớp bùn đất đấy anh em không biết đấy. Thế là vũng lầy, thế là thấy mọi người vẫn đi xe qua, thế là em phi vào, không phải phi vào đâu, vẫn đi vào đấy nhưng mà lại không qua bởi vì đúng rồi bạn thông minh đấy. Xong xong mất gọi mãi một ông ấy ở ngay cạnh đấy rồi bảo ông ấy xuống đấy, ông ấy cũng đéo xuống, không xuống giúp đẩy xe lên. Thế là may có một cô chị đi qua gọi bà, một cô đúng rồi, có một cô đi qua nhà cô ấy, thằng cô ấy là đẩy. Em còn nhấc được cái đầu xe nó lên nhưng mà phải có hai người thì một người nhấc cái đít nó lên. Không phun. Khổ thật đấy. Có một đoạn bê tông người đi lên đường tắt nhưng mà mình không biết. Bọn nó vẫn hay đi đường đấy mà. Thế là em vẫn qua đường đấy. Không biết cái đường đất nó như nào thôi. Ôm máy xúc nó đang làm đấy. Thế là đi đi. Đường bí nhìn cũng hết thế này nữa. Tiền đó đồng nào. Tiền thì không còn đồng nào. Lương thì một tháng 3 triệu. Đúng rồi. Loại nào cũng có. Visa này, Agribank này, Vietcombank này. Thank you.
đi xem bánh kia ngon không? Mua không? À, có bánh không? Ăn bánh. Hết pin mất rồi.